Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 2 tư giờ để biết được giá xe tổng ngân bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động bản Eco nó sẽ bản thấp nhất về bản số tự động của dòng xe Mitsubishi Xpander đấy ạ khi mà sang cuối tháng 11 này chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Eco này đang có các giá cả như nào tổng ngân bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho nhiều cách trước cụ thể ạ chiếc xe Mitsubishi Xpander nó thuộc phân khúc của dòng xe MPV. Đang cạnh tranh liên tiếp đó là chiếc xe Toyota Veloz, Toyota Avanza, Suzuki L7, Honda BRV, Hyundai Stargazer hay là rất nhiều xe chưa phải làm ạ. Ok đi vào chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá miết của chiếc xe đang là 598 triệu. Sang cuối tháng 11 này thì đại lý chung em đang bán với giá đang là 532 triệu ạ tức là đang giảm giá cho anh em là 66 triệu tiền mặt. Ngoài ra tặng thêm cho anh em gồm có phim cách nhiệt và trải sản ra. Và rất nhiều quà tặng anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Eco này là loại đang là 626 triệu. Còn ở tỉnh thì 595 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì 607 triệu. Và ở Thành phố Minh thì 614 triệu ạ. Còn trả góp anh em chủ ra với giá đang là 207 triệu thôi ạ. Tỉnh thì đang là 175 triệu. Tỉnh áp thuế trăm thì 187 triệu. Và ở Thái Hương Minh thì là 195 triệu ạ. Các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí chi đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm sự ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em muốn gửi giá xe Tổng ngón bánh, chương trình khuyến mại Trả thẳng trả góp, lát số ngày nào Thì anh em đưa tin Như tên, địa chỉ, số điện thoại Loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp Để gọi thông tin chi tiết nhất Cụ thể nhất và chính xác nhất ạ Ok, vậy sau này mình giới thiệu cho anh em về giá xe Tổng ngón bánh, chương trình khuyến mại Cho chiếc xe Mitsubishi Xpander Bản Eco số tự động bản eco rất là chi thức thể rồi với giờ này xin phép em sẽ dừng video đây anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhá để em sẽ cập nhật về giá xe trong dòng xe của Mitsubishi cũng như các xe khác nhau để trong sân chọn tài chính mình nhất Ok xin phép em sẽ dừng video đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em sau này cả mạng